Ngày hôm qua, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an thành phố Hồ Chí Minh vừa triệt phá thêm một tụ điểm cờ bạc núp bóng các điểm vui chơi giải trí. Hiện lực lượng công an đang đẩy mạnh rà soát, kiểm tra và xử lý nghiêm các tụ điểm cờ bạc trá hình trò chơi điện tử trên địa bàn thành phố. Kiểm tra câu lạc bộ Pizza Game trên đường Vành Đai Trong, quận Bình Tân do Hoàng Minh Hải sinh năm 1979 cư trú tại thành phố Hồ Chí Minh làm chủ. Công an thành phố Hồ Chí Minh phát hiện tạm giữ 27 đối tượng và các tăng vật của trò cờ bạc trá hình chơi game điện tử. Đối tượng Hoàng Minh Hải khai nhận tụ điểm này hoạt động từ đầu năm 2016 đến nay với 11 máy đánh bạc. Các con bạc sẽ mua thẻ game để chơi, khi kết thúc sẽ đổi điểm tương đương ra tiền mặt. Thời gian vừa qua, lực lượng chức năng thành phố Hồ Chí Minh đã liên tiếp triệt phá nhiều điểm cờ bạc núp bóng trò chơi điện tử tại các điểm vui chơi giải trí, quán game, siêu thị, trung tâm thương mại trên địa bàn thành phố.